Xin chào quý vị các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách tắt mã hóa cái hình ảnh camera của Ezbit. Các bạn bấm này thì nó sẽ đòi là mã hóa hình ảnh quý nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách tắt mã hóa hình ảnh. Bấm vào phần cài đặt của chiếc camera hoặc là các bạn bấm vào đây và bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải. Các bạn bấm vào cái phần mã hóa hình ảnh thì bấm OK. Thì nó sẽ gửi mã xác thực về cho quý vị các bạn, và quý vị các bạn hãy đánh vào đây để chúng ta tắt mã hóa hình ảnh quý nhé. 252552, bấm OK thì các bạn back ra thì các bạn thấy sẽ vào không cần mã hóa hình ảnh nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video, và quý vị các bạn thấy video bổ ích thì quý vị các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình, và hãy đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn quý nhá. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo.